con thề của gì khán giả đã đến với chương trình muốn ăn phải lăn vào bếp. Ơi, tội nghiệp em gái tôi. Hello anh. Trời ơi, sao nay lên Đà Lạt mặc tím mộng tím mơ vậy? Tại vì thấy Đà Lạt lãng mạn cho nên là mặc tím mộng tím mơ cho nó lãng mạn. Trời ơi, cũng ít màu quá, hai đứa gộp lại ít màu ghê. Hồng tím đỏ. Hồng tím đỏ rồi, tím liệm tìm sim. Ôi, vậy là tính là bộ trang phục của em rất hợp với concept. Rất hợp với concept này. Và bây giờ, thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày không đẹp lắm về thời tiết. Tức là Miu là gọi là thánh nữ u sầu mà. Tức là xuất hiện ở đâu là ở đó đều mang một cái nét buồn. Đà Lạt đã buồn rồi, và khi trời mưa càng buồn hơn, và có Miu nữa thì càng buồn bã hơn. Em thấy đẹp mà. Dĩ nhiên thưa quý vị, Đà Lạt có hai cái thái cực. Một là trời nắng thì rất đẹp. Ừ. Và mưa cũng rất đẹp. Mà đẹp mà buồn ha. Buồn và rất lãng mạn. Nó dây dứt lòng người đó. Ừ. Đặc biệt với những người không có người yêu nữa quý vị. Em thấy vậy cũng vui mà. Bây giờ anh sẽ đưa em đi sâu vào bên trong rừng rậm để tìm một chàng hoàng tử cho em. Thì là có hoàng tử ở trong đó không? Hay là có thú dữ cọp beo gì đó? Dữ nhất chỉ có anh thôi. Thôi em thân gái một mình, em không dám vô rừng em đâu. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho em. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng Miu lang thang đâu đó. Có gì ăn đó. Không có thì mình sẽ ăn mì gói. Bởi vì trong cái thời tiết này ăn mì gói cũng rất là ngon. Ừ. Nhưng mà hôm nay ốm quá em ạ. Em không cần ăn gì cũng được, em đang giảm cân á. Mình chỉ cần đi vô rừng hái hoa bắt bướm ngắm cảnh thôi, không cần. Coi nè, coi nè. Xương không gì mà còn giảm cân nữa, trời ơi trời. Hôm nay là Miu xuất hiện nên các bạn quay phim phải tập trung chú ý quay Miu đẹp nhất cho anh nghe chưa? Đó, gật đầu. Đầu hết luôn hả? Gật đầu hết. Thôi đi. Ok. Bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu. Anh ơi. Người yêu ơi em đã sang ngang, tình yêu ơi xin vẫn khăn tang. Ánh mắt em đời như cánh diều băng sáng. Bây giờ là anh sẽ coi thử còn số hay không đã. Đang còn số. Số để coi. Mình đi xuống bến tàu phải đi đường này. Đường này thì rất là dốc. Bởi vì dốc xuống thì được, nhưng mà lên sẽ làm chạy không được. Ủa nhưng mà hết số thì sao? Ý là cái xe này là phải có số mới chạy được hả? Đúng rồi. Nhưng mà hay mình đi bộ đi anh. Không, đi bộ. Em thấy không an toàn lắm. An toàn mà, đi bộ để xe đi cho ai. Đi bộ để xe đi cho ai. Bây giờ chúng ta sẽ lên đây quay đầu. Quay đầu sẽ chạy về hướng này. Tới bến tàu rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đi xuống thuyền nha quý vị. Sau đó mình sẽ lên thuyền mình... Đi đâu anh? Đi vô rừng hả? Mình đi vô rừng, mình kiếm hoàng tử. Yeah. Đang ngủ trong rừng. Yeah. Chừng té em. Dạ. Té để em kịp đền cho ba má rồi. Mình sẽ đi lên một chiếc thuyền này đi. Thuyền nào anh? Đây. Thuyền này hả? Sau đó mình sẽ... sang sông.
Đấy. Anh hứa là an toàn nha. Cảnh mưa đẹp rất là hợp với Miu luôn. Em là sợ sông nước lắm nha Giang nha. Được rồi, ngồi xuống đi nào. Hai tay. Bà này bà không biết gì về điện nước hết trơn á mọi người ơi. Bà sợ nước từ hồi nhỏ. Bà sợ té. Rồi bà sợ... không biết bơi. Không biết bơi. Và tuổi đầu cô giáo bá quần áo mà không biết bơi. Rồi ok chưa? Rồi. Nên anh là cái này dù có rớt xuống sông thì em vẫn không nổi lên được. Thôi em không tin đâu. Yên tâm điều đó đi. Biết gài không? Gài. Đấy, anh gài cho em gài lại cho anh chứ. Ok. Em phải gài cho anh thật là kỹ. Để có gì anh nhảy xuống em. Let's go. Thưa quý vị thân mến, bây giờ hai anh em đã lên được chiếc thuyền này và sẽ đi sâu vào bên trong đó. Chúng ta sẽ nghiên cứu và kiếm được cái gì đó hay không thì chúng ta sẽ mới biết là có gì không rồi mới biết ăn cái gì hay không. Vậy hả? Tức là mình sẽ lụm lặt ở dọc đường để cái đồ ăn hả? Đây không phải là thời kỳ tiền sử mà chăn bán hay lụm. Bây giờ quý vị thấy không? Hiền khô à. Hồi trước giờ không biết gì về đời hết chứ. Hồi xưa có người yêu. Rồi cuộc tình ấy cũng đi vào dĩ vãng. Rồi cuộc tình ấy cũng đi vào dĩ vãng. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau. Ủa sao vậy Giang, đâu ai mượn, tự nhiên khai chuyện tình yêu của người ta ra đâu. Giờ chỉ còn lại trong đơn đâu. Hôm nay anh thích ca hát quá vậy. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau là giấc mơ phai tàn mau. Đức trái truyền nhau xuống ơi. Thật ra thưa quý vị là cỡ như Miu thì quý vị cũng biết đẹp như thế. Có nhan sắc, có địa vị xã hội, có tên tuổi và thậm chí là cô giáo bán quần áo thì quý vị nghĩ đi. Không thể nào dưới 10 chàng trai theo đuổi được. Cho nên hồi xưa nó có một cái câu chuyện rằng là khi mình còn trẻ đó mình đi tấn công người gái á, mình phải hỏi là em đã có bạn trai hay chưa. À vì sao? Dạ. Vì nếu chưa có là mình không có tán tỉnh nữa. Ủa vậy? Mình phải tán tỉnh người có bạn trai rồi. À. Vì mình chỉ đấu với một thằng thôi. À vậy? Đúng không? Đúng. Còn nếu em tán tỉnh một cô gái chưa mà chưa có bạn trai, em đấu với mười mấy hai chục thằng em đấu sao lợi? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng. Mà anh vừa lùng vừa xấu nữa. À. Đúng chưa? Bởi cuộc đời. Còn bây giờ? Vẫn vậy. Anh nói về em là có nhiều bạn trai, tán những cô gái đã có bồ thôi. Cỡ em là không tán đâu. À. Cỡ em chỉ là nhắn tin vui vui thôi. Cỡ Long nhắn tin làm cho em nhớ thôi. À. Ăn gì chưa ăn nhiều như em, giờ này em thấy em ốm quá. Đừng có tin rồi đó. Hồi xưa thì tin mấy cái đó nhưng mà sau này thì mấy tin nhắn đó thì giống như tin nhắn xã giao thôi. Đúng rồi. Sau này cũng không có nhu cầu thích con trai cho lắm. Sau này cũng không có nhu cầu thích con trai cho lắm. Hả? 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 Ý là thấy cuộc sống mình rất là thoải mái và tự do. À, chưa muốn có một mối quan hệ nghiêm túc ngay bây thời điểm này. Không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu. Đúng rồi. Tại sao giờ này em chưa về vậy? Dạ. Ủa em ơi, sáng nay em đi mấy giờ? Ủa hôm nay em quay ở đâu? Đúng rồi. Không thích như vậy. Chứ không phải là không thích trai nữa nghe mọi người. Mọi người đừng hiểu lầm nha. Giống như bây giờ nếu mà có bạn trai thì nhiều khi đâu có nhong nhong đi quay với anh mà lên rừng, lên núi gì tìm hoàng tử. Sao được, vẫn cứ quay bình thường chứ. Lỡ mà có bạn trai thì bạn trai không có thích cho đi quay xa nè. Nếu người bạn trai nào mà không thích em đi quay xa thì đó phải là tình yêu. Đó là sở hữu. Sở hữu đúng không? Em không có thích là vậy á. Giống như khi mà em thích đó, em có thể xách vali lên em đi. Ví dụ như hứng hứng lên anh hẹn em đúng không? Em xách vali lên mình em đi lên đây gặp anh, đi vô rừng chơi. Rất là thoải mái, không bị đàn buộc. Bây giờ hỏi câu chân thật nha. Dạ. Hiện tại bây giờ, ngay thời điểm này, okay, có bao nhiêu người đàn ông đang theo đuổi em? Sao rồi đếm hết, không nhớ. Trời ơi quý vị ơi, giống như là đi mua một ký cá cơm á, bạn cá nhỏ 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 hỏi em, hỏi chị, ký cá này bao nhiêu con, sao mà đếm được hết? Sao mà nhớ hết, nó lộn. Sao mà nhớ hết, trời ơi. Đếm thì có thể là còn nhớ là nó đâu đó, vòng vòng. Ý lòng hoàng không quan tâm lắm cho nên là không có nhớ hết được. Anh đang coi rất nhiều chương trình ở trên thế giới á. Có những người họ ra đảo họ sống tách biệt trên thế giới. Họ làm một thử thách mà. Họ sống hơn năm trời một mình họ trên đảo. Để vợ để con ở nhà. Tự đi kiếm đồ ăn, tự đi kiếm nước uống, tự săn cá, tự bắt cá. Họ vừa có được hết mọi thứ, dù như khó khăn cái nào không kiếm được cá. Khó khăn cái nào không kiếm được nước ngọt, kiếm được rau củ rồi tự làm nhà. Làm lá cây. Chỉ có một thứ họ không vượt qua được. Cái gì ạ? Sự cô đơn. Nó khủng khiếp. Đúng rồi. Cô đơn mà dài ngày nó làm cho người mình nó bị nhốt vào một cái điều gì đó. Và nó làm cho mình có một cái suy nghĩ khác biệt với những người xung quanh.
Thậm chí đến nhiều lúc có những người bị cô đơn mà họ không mở miệng nói chuyện. Anh đang sợ em bị vậy, cho nên anh rất hay rủ em đi tham gia game show rồi. Mà không ngờ con bánh bèo này cô đơn mà nói chuyện như quỷ. Đâu, em nói chuyện gì đâu, em không thích nói luôn á. Em là người chịu được sự cô đơn lâu hả? Đúng, em là người chịu được sự cô đơn lâu. Có tính kiên nhẫn cao. Cô đơn là gì hiểu không? Cô đơn là xung quanh rất nhiều người nhưng chỉ thấy mình, hiểu không? Hiểu. Tủ em á, vui đi. Giờ em có nhiều thứ rồi. Tuy nhân tình á, mình thích gì mình làm đó. Dạ. Thích ăn thì ăn, thích ngủ mình ngủ. Thích gặp người này nói chuyện thì mình cà phê với bạn này, bạn người này kia. Lâu lâu mình thích thì mình phải đi chill một tí, ngồi uống vài ly cà như vậy. Chứ chờ đợi gì nữa, ở cái tập đây. Thì em cũng chill mỗi ngày. Quan trọng là chill với ai, có ai chill mình, có ai nắm tay mình để chill không? Chill với bạn bè. Bạn bè chỉ là bạn bè thôi. Hoặc là ví dụ như đi quay cũng chill nè. Chill này chỉ là chill chương trình thôi. Cũng là chill mà. Chill cùng nhịp đập hai trái tim có chưa? Chưa. Thì từ từ sẽ có. Bé nói hoài nó cũng hiểu tình yêu là gì luôn thiệt. Mỗi người đều có một nửa của mình. Một nửa đang ngồi ế ngồi đây thì một nửa kia vẫn ế đâu đó. Hiểu không? Hiểu không? Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã tới một cái bè và chúng ta sẽ liên hệ với ông chú để chúng ta tìm kiếm săn bắt hái lượm gì đó để thêm có cái gì. Rồi, đã tới rồi. Cái bè nhỏ như vậy đó. Dạ. Yeah. Ủa nhưng mà ông chú này là người canh giữ cái đảo này hả anh? Không có, nên nuôi bè cá đây thôi. À, nuôi bè cá hả? Cái đồ chú. Chào cô. Chào cô. Chào chú. Thôi từ từ. Rồi. Gia đình ăn cơm trưa hả chú? Chào chú. Vô. Vô. Chú. Đang, tao có. Không ăn cơm trưa. Vô. Vô lắm. Chứ là trồng bầu á. Dạ. À, chú. À. Vô lắm. Như lắm. Chứ là chập tiền. Chú đang ăn chập tiền này chưa? Chú. Ủa không cần em phiên dịch hả? Chú nói chú đang uống rượu không phải ăn cơm trưa. À vậy hả? Dạ. Ủa em biết luôn hả? Em biết. Lên. Tên ngồi giữa đi. Dạ. Dạ, kéo được. Cái váy lại cho khỏi bị ướt. Ngồi lại với anh nè. Rồi. Có chị Hai đầy ra cho khoái thử cái xuồng nó cân chưa? Im. Nè nè thôi, giữ lại thuyền rồi. Ngồi im em làm gì vậy? Đúng ngồi sao? Xuống cái ghế. Nón. Ngồi im. Bây giờ chúng tôi bắt đầu là đi thả lưới để kiếm coi có con gì không. Thường ở dưới đây sẽ có con gì anh? Thì cá, chép, cá rô gì đó. Cái chép, cá rô, có tôm không anh? Tôm thì phải đánh cái kia. Tôm phải đổ cái kia. Bây giờ chúng tôi bắt đầu chèo ra ngoài xa xa kia, bắt đầu thả lưới để xem có con cá nào không. Ra khơi. Ủa sao mình không đem cần câu theo anh? Lưới còn chưa có được câu. Lưới đang chưa có được câu nhầm nhò gì. Chúng ta đang lên trên mặt hồ để đi kiếm một ít cá về gọi là dùng. Nhưng mà hôm nay không có bị tâm lý gì cả, vì Mi Du nói là em đang giảm cân. Ăn cũng được, không ăn cũng được, không vấn đề. Dạ, đánh cho vui thôi, không cần bắt con nào cũng được. Đâu, phải bắt chứ. Ở trong nhà mình có cá nữa hả? Thưa quý vị, yên tâm luôn, không áp lực. Anh nói là hôm nay anh đi bắt nhiều, có cá, anh đang rộng ở trong lưới á. Dạ. Thì lát về không có thì mình xin luôn. Tâm lý quá nhẹ, không cần dính gì hết. Tâm lý vô cùng nhẹ nhàng. Đã bao nhiêu lần ngồi thuyền như này rồi? Chưa bao giờ cả. Chưa bao giờ cả. Hôm nay một trải nghiệm đầu tiên hả? Yes. Trời ơi trời. Em cần anh nhảy disco trên thuyền này cho em coi không? Không, không cần đâu. Được rồi. Thuyền này nó mong manh lắm. Quý vị thân mến, quý vị thuyền ngắm gì anh? Quý vị đã từng xem phim con tàu Titanic thì đây chính là con tàu Titanic phiên bản Hồ Tiền Lâm. Sao nó bị đóng rồi ở đây giờ vậy? Không, chắc là nó cũ quá người ta bỏ. Ta bỏ trên bờ rồi nước lên rồi nó kéo xuống mà. Ở trong đó hay có cá lắm á. Chắc chắn luôn. Nơi người ta vừa chèo thuyền vừa ấy lưới luôn kìa. Nghề của người ta mà sao vậy? Anh biết ấy lưới không? Anh biết á, nhưng mà phải ngồi đúng vị trí mới làm được. Ngồi lệch bên làm cũng được. Với lại phải là người chủ động trong cái việc chèo thuyền để thuyền đi đúng hướng. Chứ bây giờ ví dụ cho em chèo ngược qua đây thì em đâu có thả lưới được, nó mắc vô liền. Đúng không anh? Em thả hoài mùa nào cũng thả mà. Và Mi Du đang rất là lo sợ. Mi Du nói trong nước gần đây quá Mi Du sợ. Nước gần quá. Mà cái anh ảnh chèo xuồng mà ảnh còn phải bận ảnh mắc lưới nữa. Rồi đang sợ hồi cái lưới nó mắc vô cái mái chèo. Đúng rồi. Cái dầm mà đó. Nước thì nó lại xăm xắp nữa. Ê. Cái này là cái chèo học gọi là cái dầm.
cho nên Thử mới hát về cái này nè. Dầm trong tim. Đúng rồi. Không phải. Dầm đó là cái sắc dầm. Ủa dạ. Chứ cái dầm này mà vô trong tim là chết luôn. Cái tay lưới dài trăm mét đúng không anh? 125. 125 mét. Mọi người ơi, chưa có cá nha mọi người. Cá cắn câu biết đâu mà gờ. Chim vào biết thở nào ra. Anh về con lui sau này trước nè. Em thôi anh. Em chèo hả? Rồi, mình vô chèo đi nha. Dạ. Thưa quý vị thân mến, bây giờ người chèo xuồng là Miu. Không còn là anh Bảy hồi nãy nữa. Sau một hồi quan sát, Miu đã biết cách chèo xuồng rồi. Tôi thấy là không biết rồi đó. Ủa? Phải móc cái này lên hả? Người ta hồi nãy người ta đạp cái chân mà sao vậy em không đạp cái chân? Không được. Làm sao chân em có lực. Em làm cái tay còn không xong nữa. Ừ, với lại đang mặc quấy nha. Đạp cái chân nha. Cá sợ chạy hết rồi. À, có rồi. Có không? Có. Trời ơi. Có không anh? Anh đừng nói cho em vui nha. Đó là lá cây mà anh. Bây giờ lỡ nhưng mà không có thì em thả mi vô xuống mình lưới lên được không? À, không được đâu anh nha. Được. Mi vô không bắt. Wow. Trời ơi. Con cá rô. Rô phi đúng không anh? Rô phi. Rô phi nha mọi người nha. Ôi lần đầu tiên trong cuộc đời mình lưới được con cá. Người ta lưới nha. À. Em nhìn thấy được cảnh lưới con cá. Thưa quý vị, một con cá rô phi to tướng luôn. Hay mình lưới lên mình quay hình xong mình thả nó lại cho. Em muốn thả hả? Ừ, thích thì thả thôi. Thích thì thả thôi. Rồi có gì ăn? Bên trong anh có gì anh? Bên trong mình có cái gì anh? Thạch chép. Cá bổng. Cá bổng. Cá bổng chép. Tôm. Tôm. Tôm gì lớn hay nhỏ anh? Tôm đá thôi, tôm nhỏ. À tôm đá. Ừ, tôm đá là làm cho em cái bánh tôm viên giòn cái cuốn bánh trái cái bánh. Con cá nó to như ngón tay vậy nè. Cá to như ngón tay, còn con nhỏ nó còn nhỏ. Mọi người thấy vô chèo xuồng giỏi không? Chỉ với những thao tác đơn giản vậy thôi, chiếc xuồng vẫn có thể chạy tiến về phía trước. À, mát quá. Trời anh, em đang tưởng tượng em giống như là cô lái đò. Cô lái đò giờ không lấy đò mà bán bánh giò. Sau khi chúng ta thả lưới, chúng ta đập thì cá sẽ mắc vào và vừa rồi đã có một em cá mắc vào rồi. Một em cá rô phi. Cá xui ghê luôn á. Em mình cá rô phi 2 lạng. Mình lưới hờ hững vậy mà cá cũng chưa lưới thôi. Lưới hờ hững à. Lưới rất hờ hững mà cá là cũng chưa lưới. Hết tay lưới rồi. Hết rồi anh. Thưa quý vị, là Mi Du hồi nãy nói rằng là thôi, vì ảnh nói là trong bè anh có cá anh để sẵn. Ừ. Mi Du nói thôi em sẽ không ăn thịt cái bạn cá này và bạn sẽ phóng sanh. Đúng rồi, tội nghiệp lắm. Dại dột, mắc vô lưới thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng sanh bạn này. Mi Du sẽ phóng sanh nhé. Dạ. Mi Du. Cá ơi, hãy về lại lưới hồ nha. Đừng dại dột mắc vào lưới của người đẹp nữa nha. À cá. Trời ơi, nó vui kìa, anh thấy không? Thưa quý vị, lần đầu tiên tôi đi làm chương trình mà người chơi đòi phải thả cá về lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cá để ăn. Mình ăn gì cũng được mà anh. Thôi vậy em nghĩ là mình về đi. Anh nói là anh có mấy con tôm nhỏ. Anh làm sẵn rồi thì mình sẽ xin ảnh. Sau đó mình làm món của mình. Vì Mi Du không biết, không thích và không muốn ăn mấy bạn cá bị bắt lưới. Thôi bây giờ anh để em chèo cho. Anh ngồi đi, ở mấy công viên từ giờ tới luôn. Đừng có dầm nhỏ cho em. Bây giờ Trường Giang sẽ chèo về thay ảnh. Bởi vì di chuyển tới di chuyển lui với con Mi Du rớt xuống gặp bạn cá nên mệt lắm. Anh Giang chèo ít, em mới là chèo chính nè. Kìa. Anh Bảy thấy vậy tốt không anh Bảy? Quá tốt. Quá tốt mà thấy không? Thưa quý vị thân mến, chúng tôi đã về đến nơi an toàn. Cá thì Mi Du đã thả trở lại với hồ rồi. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ coi thử là anh Bảy nói anh có rất là nhiều cá đã bắt sẵn rồi, nên chúng ta sẽ xin ảnh một ít về nấu ăn. Mời cùng xem cá. Này gì anh? Tôm. Cái này cũng là anh bắt lên xong anh nuôi hả anh? Muốn bắt rồi mình nhốt lại. Ok đó, ok đó. Ủa tôm càng nha. Ủa wow wow. Cái này có thể nhúng giấm nè. Uh-huh. Rang muối nè. Uh-huh. Làm bánh tôm cuốn bánh tráng nè. Hấp bia. Ờ. Còn cái gì nữa anh? Có gì nữa không anh? Trong này như có cá chép. Rồi, không ăn cá chép đâu. Chép không ăn hả? Vậy thì cá bổng được không? Đâu, cá bổng đâu. Đó, 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 đó. Ngon lành cành đào đấy. Này làm gì? Mua đem xuống sông thả. Sông lên mình ăn qua bánh tráng. Thưa quý vị, ngày hôm nay là Mi Du đi tới đâu cũng thấy câu gì cũng nói thôi anh thả giùm em đi, anh thả cho em đi. Giờ muốn thả đúng không? Ờ. Rồi, thả. Thiệt luôn hả? Ừ. Em muốn thả thì anh thả, anh sẽ cho em ngồi thả. Cần, 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 cần.
À cân đã quên. Cân đã. Thôi chị ăn cân này. Vậy lát mình ăn tôm thôi đúng không? Ừ. Ký 7. Ký 7 hả chị? Ồ. Nhiều rồi. Vậy mà có một ký 7 thôi. Này chúng ta ra bờ. Không, anh quyết định rồi. Vậy mình lên trên tàu lát mình vừa đi vừa thả. Đúng rồi. Rồi thả ở đây anh 7 anh đánh lại. Bảy không mỗi bỏ này lên nè, thả xuống đó thôi sao đâu. Thôi. Lên tiền. Tôm thì mình ăn được ha? Dạ. Lấy khoảng ký là... Dạ, lấy khoảng ký thôi. Cái đó không được 20 vô hả? Dạ được rồi em. Hay là mua hết luôn? Mua hết luôn không? Anh đúng có rồi. Anh có đủ kinh phí của chương trình? Mua hết luôn. 8 bạn hả? Anh lấy hết luôn, Mi Du muốn lấy hết. Mua hết luôn thiệt hả? Mua hết luôn. Em muốn lấy hết thì anh lấy hết. Có gì đâu, trời trời. Ba cái đồ yêu này. Rồi, cân đi chị. Đúng rồi. 6, 7. Ký 7? Ký 7 hả? Dạ. Đánh chung, nhanh. Go. Rồi, bây giờ chúng tôi đã có cá bóng, tượng và tôm. Nhưng không ăn. Anh hồi nãy anh đã có lời hứa với em là sẽ đi thả cá mà. Thả cá là thả cá lưới thôi chứ. Hồi nãy em nói là thả không thấy. Không, em mua cái này là để thả mà. Tiền anh trả mà. Rồi thả lấy gì ăn chơi. Ủa, hồi nãy anh hào sảng lắm mà. Anh tưởng là em mua là để ăn. Không, em nói mình ăn gì cũng được mà. Nhưng mà nhìn nó tội nghiệp mình đi thả. Rồi, giờ mình ăn tôm. Hồi nãy thì suy nghĩ là thấy cũng ấy, nhưng mà thiệt ra lúc mút lên thấy cũng tội. Vậy là nhưng thả hết. Em nghĩ nha, em nghĩ nếu như mình thả con cá mà mình ăn con tôm thì con tôm nó sẽ rất là căm hận mình á, anh hiểu không? Bây giờ muốn thả hết đúng không? Thì mình lỡ thả rồi mình thả hết luôn đi. Rồi lát ăn gì? Tính sao mình mà? Mình tính sao? Rồi thả đi cô. Yeah. Rồi giờ thả từ trước nè. Thả thế nào? Mình quan sát có ai đánh bắt không đó. Hồi nãy mà thả ở gần đó là chết với anh 7 luôn á. Cá đã thả xong. Thả tôm luôn nha. Rồi thả đi. Lần đầu tiên khách mời. Đau đớn lắm. Anh kỳ quá à. Anh phải giàu lòng từ bi hỷ xã lên. Anh phải gửi cho nó nụ cười để nó đi xuống dưới nó vui vẻ. Cảm ơn mày. Lần đầu tiên có một khách mời mà trong khi bắt xong bắt tôi thả hết á. Rồi anh im lặng đi. Im lặng. Tôm ơi, các con hãy trở về với thiên nhiên nha. Ôi thấy thương không? Anh không biết gì hết. Thật ra kiếp này á, là mình phải gieo duyên lành như vậy. Kiếp sau mình mới được hạnh phúc thái bình, anh hiểu không? Đó đi lên bờ tôi khổ quá thiệt luôn á. Chán nản thật sự quý vị. Thiệt. Hai mà cũng như bánh bèo rồi chắc chương trình không có gì để quay luôn á. Nhưng anh ơi, đừng có giận mà. Thôi bây giờ mình đi vô mình hái rau đi. Hái rau đâu mà hái. Bà ngồi đây. Giang ơi, em có thể ăn cây cỏ. Cá mắm em phóng sinh hết rồi. Thiết kế bây giờ chuẩn bị sẵn đồ, chỉ cần đem cá ra là làm thịt. Bây giờ thiết kế mình có gì mấy anh nói đi rồi em xử. Bây giờ này thiết kế cho một bạn ở đây hỏi nào. Ở đây mình đang có cái gì? Giờ mình có tất cả các loại rau. Rau gì? À, hành, ngò, quế, xà. Ủa, tất cả các loại rau là hành, ngò. Rau cái gì nữa? Mì gói. Mình có trứng không? Không có luôn. Thưa quý vị, bây giờ vậy chúng tôi sẽ tìm xem trong những cái thùng rau, củ, quả có gì chúng tôi làm. Thiệt á, được. Bắt đầu. Thưa quý vị, hiện tại liền đội hình của chúng tôi chỉ có gọi là dưa leo, cà chua với lại chanh. Khoai lang. Khoai lang có hai củ thôi. Em củ, anh củ. Bây giờ anh sẽ làm cho em món gì? Khoai lang chiên ăn với lại kim chi dưa leo. Khoai lang chiên hả? Ăn với kim chi dưa leo hả? Ừ. Lạ vậy? Chứ không có ăn đâu mà lạ như không lạ. Em có thể ăn khoai lang chiên không cũng được. Kim chi dưa leo ngon lắm. Ok. Trust me. Ok. Rồi. Em rất thích ăn khoai lang chiên. Ủa vậy hả? Dạ. Lấy cái chảo đi nào. Cái rau muống này là để rồi cuốn tôm nữa nè. Nè. Mình có thể làm món rau muống luộc mà anh làm phước làm đức mà sao anh ấm ức quá vậy? Ừ, công đức vô lượng dành cho em phải dành cho anh nha. Đâu anh cũng là người có công thả mà, anh là người bỏ tiền 2,5 triệu để mua mà. Không, công anh đức... sẵn sàng để cho em bỏ tiền, không sao cả. Lấy em trả tiền lại cho anh thôi. À, không, anh vừa vậy anh lỡ bỏ tiền rồi. Nhưng mà công đức đó là công đức của anh. Khó lấy đang... tiền mới vô đó mọi người ơi. Em đang muốn tốt cho anh chứ bộ. Nhưng mà vẫn dính cái kèo của tôi, lo đoạn cho tôi suốt đời mọi người yên tâm. Tôi vẫn còn cái kèo đó. Nè. 2,5 triệu đúng không? Đúng chưa? Mai mốt về Sài Gòn đi. Đi ra. Tôi order cho cái vi cái mập 15 triệu ăn cho biết mặt. Không, sau này về Sài Gòn là rau củ quả thì em mới order cho anh.
À rau củ quả thôi đúng không? Dạ. Tôi order 1 kg nấm truffle. Nấm truffle là mắc lắm hả? Mấy ngàn đô thôi hả, chứ không nhiều. Thôi mắc quá rồi, đừng ăn. Ăn khoai lang, khoai tây rồi này nọ nè. Khoai lang chiên. Ủa anh không gọt vỏ hả? Trời ơi, chiên mà gọt vỏ là chuyện nó xưa rồi. Anh có cần làm gì không? Em làm phụ chưa? Dạ miếng tỏi, miếng ớt. Cái này hôi lắm. Bà giả em kia, bà ăn đâu mà hôi. 2,5 triệu bạc. Anh đừng có cây cú vậy, gian có 2,5 triệu à. Em mua cho anh bao nhiêu cái gì cá rồi tổ yến nãy em có tính với anh đâu. Tỏi nè, cái này phải không? Hành tím phải không? Ớt. Thôi em không biết ăn cay, em giả tỏi thôi. Gì cũng được. Bây giờ sao? Anh có muốn em thưởng thức bữa ăn này với anh không? Một trái ớt thôi, cho nó có màu. Không, không ăn cay, không bỏ. Chán thiệt luôn á. Có những lý do để không có người yêu. Giờ tôi đã hiểu. Có nha. Rất là nhiều người thích được yêu thương chiều chuộng em chứ bộ. Nhưng mà tại vì em chưa có người yêu thôi. Ừ. Ủa mình bỏ vỏ ra đúng không anh? Ăn vỏ đi em. Để em bỏ vỏ ra. Thì cũng hỏi nó thiệt luôn, nó chán rồi. Lấy muối của gói mì để nhất được không? Thích được nha. Ngon lắm chứ. Ngon ok. Nhưng mà ít thôi nha, em không ăn cay được. Mì thì mắc có gì cay? Có, trong cái gia vị của nó là nó sẽ có tôm chua cay. Tôm gia vị chua nó cay mà cái này nó có một cái gói ớt riêng này cô ơi cô. Đây nè. Đâu? Cái này là gói hành nè. Gói hành. Đó, cái gói kia là gia vị đó. Gói này là nó bị ớt nè. Nè. Cái này là dầu đây. Còn đó, này cái là... gói này là ớt chung trong đó đó. Thôi giờ khỏi rắc ớt luôn. Rất đẹp có ớt. Thôi chiên thôi. Cãi ghê. Chán thiệt. Ủa ấy cái tỏi này ra làm gì vậy? Bóc tỏi ra nên mình trộn với dưa leo. Tỏi trộn dưa leo hả? Làm gì? Kim chi dưa leo mà hổng. À ok, em tưởng đó là kim chi có sẵn. Em tưởng này làm nước mắm. Vậy giờ làm gì nữa ta? Dạ chưa. Dạ. Làm như thiếu đàn ông cái giờ cái não nó bị chệt. Bị chệt pha bấm đi vô. Từ em phải biết làm món gì đó. Em đâu có biết ăn kim chi đâu mà biết làm kim chi. Anh làm kim chi cho em ăn. À, có phô mai nè. Được không? Luôn phải cái loại rắc lên không? Cái loại rắc lên nó màu cam mà anh. Cái đó là cái loại bán thôi, còn okay. loại này mới ngon nè. Ok, được. Đây là phô mai nha mọi người. Sau đây chúng ta sẽ rắc lên khoai lang. Hên quá, còn miếng phô mai đỡ ghê. Rồi, cái này để đây. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị dưa leo. Ủa anh điêu luyện vậy? Có gì đâu điêu luyện cô. Đổi dao. Lấy một cái muỗng. À, mình chỉ xài cái phần cứng ở ngoài thôi đúng không? Đúng vậy. Cái phần ruột nó sẽ ra nước nhưng mình không xài. Ok, em hiểu rồi. Ủa em tưởng kim chi là bằng bắp cải. Kim chi của Hàn Quốc á hả? Dạ. Kim chi Hàn Quốc nó có tới 3 mấy loại kim chi lận. Kim chi hành, kim chi củ cải, kim chi củ cải trắng, kim chi cải thảo, kim chi dưa leo, kim chi hành, kim chi ngò. Giờ mình làm là kim chi dưa leo đúng không? Đúng vậy. Cầm giùm này. Bỏ tỏi vô không? Chưa. Never. Ủa mà sao anh biết làm món kim chi dưa leo vậy? Anh làm nhiều kim chi lắm đó chứ. Dạ. Bữa nay không có gì mình làm tạm thôi chứ còn. Nó có giống đồ chua không? Không, kim chi nó phức tạp lắm chứ phải đơn giản, nhưng mà hôm nay mình làm đâu. Hôm nay là mình làm kim chi trộn, như vậy là kim chi ngâm. Kim chi có nhiều loại. Rồi, cho vào miếng đường. Muỗng đường. Để ướp. Ướp cho nó ra nước á. Ra nước giòn. Rồi, để đó. Beautiful. Khoai lang chiên nha mọi người. Thật ra em thích ăn khoai lang chiên hơn khoai tây chiên á nha. Đúng vậy, khoai lang chiên nó ngon lắm chứ Vũ. Dạ đúng rồi. Với lại nó cũng ít tinh bột hơn. Đúng rồi, nhưng mà mình chiên dầu vô cũng vậy à anh. Không có sao đâu em. Ai nói giảm cân là không ăn dầu mỡ, vẫn phải ăn. Đó là một trong những 4 chất quan trọng để cơ thể mình trao đổi chất, hiểu không? Dạ. Hôm nay món ăn nó tinh tế ghê á, sâu sắc dễ sợ. Khoai lang này phải khoai lang mật không anh? Khoai lang à, khoai lang cay đắng á, khoai lang 2,5 triệu.
mỏi thật sự vậy. Rất mệt mỏi với Mỹ Du luôn. Bỏ tỏi vô nào. Tỏi. Ok. Nước mắm hả? Ừ. Gì nữa không? Cam. Nửa chiếc chanh. Xong. Ủa xong rồi hả? Chứ em không ăn ớt anh đâu có làm gì được nữa. À. Anh ăn ớt anh bỏ 3 thứ ớt vô nữa. Vậy xong có đổ ra dĩa không mà? Không, đổ xuống hồ á. Vậy thôi anh đổ ra dĩa. Hỏi nhiều câu thì có làm sao có đổ ra dĩa không? Không lẽ đổ xuống hồ? Em tưởng là anh để từ từ lát mới đổ. Em hỏi thôi mà. Làm sao đổ? Đây này này, coi chừng đổ xuống đất đi là mệt chứ tôi nha. Em làm gì mà vụng về như vậy, anh nghĩ sao vậy? Ngày hôm nay là một cái ngày gì đó rất là ư là rất là vui, rất là hạnh phúc. Được đi ngắm sông, được đi du thuyền, thưởng ngoạn cảnh, ăn một bữa ăn healthy bên bờ sông, bờ hồ, trò chuyện với nhau những câu chuyện thú vị. Tôi chịu giờ là chưa có câu chuyện thú vị luôn nha. Toàn là những câu chuyện mà mắc mệt không nha. 2.5 triệu đó, mắc mệt lắm á. Ủa mà mình hai món này thiệt luôn hả anh? Có làm gì nữa không? Không làm gì nữa em. Gặp em mà đợi anh Tràng là Du ơi. Xong. Rồi rắc đi lên. Để coi cái búi này đã. Anh thử cái búi nó có cay không. Cay thì anh sẽ không dùng vì em sợ ăn cay. Đúng rồi. Cay anh là người biết ăn cay, anh sẽ không nếm được cái vị cay trong muối. Nhưng anh rắc một ít được, em chấp nhận. Không cay, không cay, thứ cho em luôn. Anh, có cái này không? Đó lên đi em. Thấy ghét không được. Rồi, lên món, lên món. Thưa quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn rất nhanh. Mà bữa ăn này chỉ tiêu tốn 2.5 triệu thôi, cũng không nhiều lắm. Rồi, vô. Vô. Không mà đúng là ăn này tưởng tượng là cái này tương ớt anh ơi. Anh ăn đi, em có thể không ăn tương. Anh có tương cà không? Không. Được không? Đúng rồi, nãy rắc cái muối cho mì vô ngon. Ừ. Chứ nếu mà bột phô mai không là nó sẽ bị ngấy. Ừ. Ừ. Ngon nha. Cảm ơn Ace Group đã cho tôi một gói bánh mì hải sản cay. Tôi lấy bịch muối tôi rắc vô ngon. Bá cháy mùi chát. Ngon quá không? Ngon không? Ngon. Thưa quý vị, cuộc đời có nhiều cái điều mà không lường trước được. Ừ. Tự nhiên lết từ Sài Gòn đến đây ăn khoai lang chiên. Cái chuyện nó vô cùng phi lý mà không có người dám làm. Vì sao? Có những dây thần kinh đã bị đứt. Mong quý vị thông cảm. Không nha, em lại không nghĩ vậy. Mà em thấy là cuộc đời nó thú vị ở chỗ là mình sẽ không biết trước được cái kết quả nó sẽ như thế nào, đúng không? Vô thường. Vô thường. Lúc hai anh em mình đi thuyền đi ra đó đánh cá, đâu có nghĩ là mình sẽ đánh cá xong mình ăn khoai lang chiên. Vậy mà bây giờ mình ngồi đây mình ăn khoai lang chiên, chứng tỏ là không, em lại thấy thú vị mà. Em thấy rất là tao nhã luôn á. Nếu mà bây giờ mà ngồi gấp thịt gấp cá ăn em lại thấy không có vui. Em thấy hai mình ngồi giống như là đối ẩm á. Bây giờ mà có thêm một bàn cờ tướng nữa, một ấm trà, em sẽ ngồi đây với anh cho đến chiều hoàng hôn. À không, anh cũng có rảnh nha. Ôi hả? Ừ. Anh xôi thịt quá, em thích à. Đây là khách mời đầu tiên luôn. Mà chắc cũng là duy nhất á. Bắt được con gì đã á. Không ăn, cho em ăn khoai lang được rồi. Khoai lang mình đâu biết trước đâu. Đúng rồi. Cái cậu thiết kế thì cậu có mấy củ, 2 củ. Ừ. Thử món này đi em. Thử món này nha. Ừ. Em vẫn không nghĩ là cái ớt đỏ này nó không cay. Thôi anh ăn trước đi, anh ăn thử coi có cay không. Nó cay cá thiệt chứ. Cay. Cay hả? Cay. Nhưng mà cay trong cái phạm vi này là em ăn được. Em ăn cay em sẽ bị mất vị giác. Lần đầu tiên trong một chương trình ẩm thực mà làm khoai lang chiên á mọi người. Bị cái món này dễ quá, con nít làm cũng được. Mà tôi phải làm khoai lang chiên cho cô gái vàng trong làng cá độ ăn. Chán rồi. Cái này mà có một cá nướng kẹp vô ăn thì ngon biết là bao nhiêu mọi người. Nhưng mà cũng rất là vui vì anh thấy Mì Vô dạo này nó trưởng thành rất là nhiều. Chứ hồi trước anh nghĩ anh trẻ con hả? Hồi trước không bằng bây giờ.
Giờ tự nhiên thấy em đầm thắm và em nhẹ nhàng rất là nhiều. Cảm ơn em đến với chương trình hôm nay rất là nhiều. Và trước khi kết thúc buổi chiều ngày hôm nay, sẽ tặng em một món quà. Có quà luôn? Có quà. Tốn 2 triệu rưỡi rồi vẫn còn tiếp tục tặng quà cho em. Lỡ tốn rồi, tốn luôn. Cái để đời người ta nói, ô ông Trường Giang ăn của ông Miu cả đời, không cho nhỏ gì hết. Quà đó là gì? Đêm nay anh sẽ tặng em một món quà. Đêm nay? Đúng vậy. Tặng quà? Đúng vậy. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tạm biệt quý vị vài giây nữa thôi, sẽ quay trở lại với một món quà dành cho Miu. Người cô đơn thì cần cái gì quý vị? Một người đàn ông. Ghê vậy. Tò mò quá ta, không biết là anh Giang như có bất ngờ gì dành cho mình hay sao á. Tại vì hẹn mình ở homestay của bạn thân của mình, homestay Lan Can, mà ảnh lại không có đi chung nữa. Hình như ảnh đã đến trước để anh chuẩn bị. Tại vì hồi trưa là ảnh nói với Du là sẽ có một cái món quà bất ngờ dành cho mình, cho nên mình đang nghi ngờ là ảnh đang set up cái gì đó ở đây để dành tặng bất ngờ cho mình, chỉ tặng món quà gì đó chẳng hạn. Bây giờ thì mình đang tò mò quá, Du coi coi. Ồ, hello Miu, vỗ tay đây. Xin chào Miu. Đây là món quà của chương trình Muốn Ăn Lòng Bếp dành cho Miu buổi tối hôm nay. Thật ra thưa quý vị, khi mình lên Đà Lạt mà không có một cái đêm nhạc nhẹ nhàng với nhau là một điều hết sức sai trái. Dạ. Và đêm nay chương trình đã bỏ 15.000 đô la Mỹ. Wow. Để mời những nhạc công này hả? Mời tất cả mọi người ở đây. À. Trong đó có một nghệ sĩ đến từ thủ đô Hà Nội đã lấy tất cả là 8.000 đô la Mỹ. Bảo Hân, vỗ tay cho Bảo Hân nào. Đó. Yeah. Đây con. Đây là vô tình trùng khớp, bé đã xuất hiện. Thì ngày hôm nay là sẽ có một cái gọi là cái đêm vui vẻ là chính con ha. Hát hay lắm. Mày vô trên nghe chứ anh nghe rồi, hát hay lắm. Yeah. Ủa mình chương trình đang vui sao mọi người buồn vậy? Nói gì với mọi người nào? Đây, Miro đây. Chào, xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Miro hôm nay là người được tặng món quà này, cho nên được thưởng thức mọi thứ. À là tặng Bảo Hân cho em hả? Tặng cái đêm chiêu này, trong đó có hai món chính, đó là khoai lang và bắp nước. Ủa anh, buổi trưa mình ăn khoai lang anh chưa thấy ngán hả? Hồi chiều anh cũng vậy, anh đi ra chợ anh tính mua gà. Anh thấy gà tội quá, anh mua xong anh thả luôn rồi. Ồ vậy hả? Thưa quý vị, tôi là dẫn dắt chương trình của tôi ngày hôm nay. Một show diễn không lương. Em sẽ ngồi đây hát cho chị nha. Và sau đây là nghệ sĩ diễn viên trẻ Bảo Hân sẽ trình bày một ca khúc nào đó. Vì đây là chương trình không tập dược nên cháu trẻ sẽ cầm điện thoại hát nhé. Vâng ạ. Hát bài gì? Cháu xin gửi tặng mọi người một bài rất là hợp với phong cảnh và thời tiết. Chính là bài Ba Kể Con Nghe ạ. Của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nó hợp chỗ nào? Tôi thấy nó có vẻ tình cảm, thơ, lãng mạn. Ý nói tôi giống như ba cô vậy hả cô? Vâng. Đó. Giống như ba má ngồi coi con hát. Chú phụ họa cháu đi. Phụ họa cháu. Phụ họa thôi. Khi xưa ba bé hơn hẳn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn ở trên mặt đàn, vẫn nước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên 8 lên 10, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là vui đùa đầu ngõ,
đôi khi là chưa hề đầy gió. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Vỗ tay. Hay quá. Hay quá. Bây giờ mình sẽ hát theo yêu cầu. Dạ, từ bài gì? Em muốn nghe bài gì nói đi. Bài Niệm Khúc Cuối. Cái này tôi chơi được. Cho chưa nghe. Chú hát nha. Đây. À cái này. Bài này nhạc người lớn nghe mà mấy đứa nít không nghe. Bài hát Niệm Khúc Cuối của Nhạc sĩ Ngô Thụy Mi. Dù cho mưa. Ủa, ấm vậy. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lặng đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Từ vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay, ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết sâu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn mù. Dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu thương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho em màn hồng, yêu thương vợ chồng. Rồi mai đây, hãy đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Món quà này hay đó. Hát không hay nhưng bằng tất cả tấm lòng thì cái người nghe người ta cảm nhận được nội dung, không liên quan tới câu chuyện của chúng tôi. Và thưa quý vị, sau đây là một bài hát Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Mỹ Tâm sẽ không trách vì điều này đâu. Mưa rơi trên nỗi đau nào làm chưa thấy em nào vì bao khát khao. Đợt chưa làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời. Lệ rơi trên đôi mắt em thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng nề nhẹ với nỗi sầu. Như cành hoa ta thôi hoa màu, mà ta dù là cho đau. Như cành hoa ta thôi hoa màu, mà ta ngày hôm nay là để gọi là tặng cho Mỹ Du một cái buổi gọi là vui vẻ như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào ăn bắp, khoai lang, chứ cá, tôm mà chiều thả hết rau. Đồng ý không? Một ngày thanh tịnh. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, các anh chị em. Cảm ơn quý vị khán giả xem cái chương trình của chúng tôi. Và đôi khi cuộc sống nó cần nhiều cái điều nó ngẫu nhiên nó xảy ra như thế này và nó vui, đúng không? Cảm ơn quý vị rất là nhiều.